Dạ, em xin chào bà cô chú, em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay á có một em gái ở Sài Gòn á xin được giấu tên nhân dịp sinh nhật của bạn em ấy tên là Kube Gagoda để tặng quà sinh nhật của bạn này nha. Em ấy có gửi về là 20 phần quà để phát tặng cho bà con nghèo ở quê á. Em ấy có nhờ hai vợ chồng em á để gửi tặng quà cho bà con. Giờ á hai vợ chồng em á có nhờ cô hai nữa để đi tặng quà cho bà con nghèo á. Vậy mời cả nhà cùng đi với cô hai với vợ chồng em. Mời cả nhà cùng đi. Dạ bà cô chú ạ, nhà con cũng ở trong vườn á, cũng hơi khó nên bà con lên nhà con nhận quà cũng hơi bất tiện chút, nên con có mượn quán cà phê của dì Bảy này nè, đừng con ra làm trọ để phát quà. Giờ mấy cô cháu con á vô quà vô bọc tặng cho bà con. Tặng cho bà con khó khăn ăn hết. Bữa nay con cũng có nhờ ban dân ấp hỗ trợ cho vợ chồng con á, mời bà con lại dân ấp. Cái gì sai sót á, bà con chú cũng thông cảm với con nha. Dạ một phần quà gồm có chai dầu ăn với 5 kg gạo với chai nước mắm với chai nước tương với bình bột ngọt. Anh chị á cũng thay mặt bà con á xin cảm ơn em rất nhiều vì đã hỗ trợ cho bà con quê mình á được phần quà như thế này. Anh chị cũng xin chúc mừng bạn của em á là sinh nhật vui vẻ, năm mới á mừng ăn phát tài phát lộc, vạn sự may mắn. Tao bị rối. Cái này cho đi học khóa nữa. Cái này mới à. Con còn hơi lẫn cậu lắm. Cháu này mới không à. Đây á là lần đầu tiên á hai vợ chồng em phát quà cho bà con á, cho nên á cũng còn hơi sơ suất lẫn cậu, nên mong ông bà cô chú anh chị và các bạn á thông cảm. Bây giờ á con kêu quà nó xong rồi, giờ mấy cô cháu em nó cũng đợi bà con lại để phát quà. Dễ không? Vợ cho gia đình ăn tết vui vẻ. Để hôm qua cho gia đình ăn tết, chúc gia đình ăn tết vui vẻ. Cảm ơn. Để hôm qua cho gia đình ăn tết, chúc gia đình ăn tết vui vẻ. Con chúc gia đình chú hạnh nhiều sức khỏe. Cảm ơn con chú riêng gì rồi. Mày có nghe đâu? Chúng con cháu sống vui sống khỏe khỏe mãi lâu dài không? Dạ. Mau già giống chú sống đó. Dạ, cảm ơn. 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 C
cho bà con mình mà khó khăn đó con, gặp mừng thần quà nha, mừng lắm đó con. Năm mới ha, bà trợ quà có cái thảo cảm ơn chúc năm mới ăn cảm ơn nha. Dạ 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 năm mới cũng được luôn. Dạ 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 cảm ơn nha. Cái này thằng chung hả mẹ con, thằng chung với thằng chung mẹ con ơi cảm ơn nha. Dạ cảm ơn nha. Rồi chúc sức khỏe nhà tài trợ đó. Đúng rồi, nhà có con Hồng Bông, chú Tám. Ủa hả? Ủa luôn. Ủa chị nhận thấy đi. Đi nhà tài trợ đó. Bà đó đổ cửa trên sạo trấn đây này, vô đường này nè. Vô đường này nhận luôn. Tặng quà Nhà dì hai tội nghiệp lắm cả nhà ơi. Nhà của chị hai tội nghiệp lắm. Cả gia đình đó, chị sống ở dưới ghe này không à. Nhà tài trợ á, ở trên thành phố á, gửi cho tụi con á, tặng cho bà con nghèo quê mình á, một phần quà. Cho hai chồng con á. Nên về đây tặng cho dì và gia đình. Năm mới thôi cũng chúc ba gia đình quý vị ai về sức khỏe, nhiều sức ngon. Anh giỏi. Ủa, bà làm con thấy gì bán vé số mà sao lâu rồi con không thấy gặp? Lâu rồi hình như con đi chợ con đón gì hoài mà con không thấy. Một cách này gì khỏe không? Mệt bằng quật quốc bằng đẹp quá. Anh là có giờ đi đâu đi mà anh nhìn ở nhà đâu có lạnh. Rồi già thì bệnh năm nay đó hả? Trên 20 năm rồi. Ba mấy năm rồi. Ấy 95 để lại cái sống 28. Chỉ dượng là nằm không ạ? À? Có ngồi ngồi lội chút cái đau lưng cái nằm nữa. Cảm ơn con nhiều. Nói chi cảm ơn cho tài trợ. Dạ. Có đâu chơi ở nhà không mà. Dạ. Chơi còn đi bán số không? Nghĩ rồi, bà già bán rồi ngồi đây tới hôm nay không có chiếc xe chạy nó bán cái số đâu có đường này đâu ai đâu mua. Cái bữa rồi đi xe anh thấy là nó sức di sơn thì sửa được chưa? Sửa rồi,
vô con đen nó sửa rồi. Dạ. Anh Kiệt thì giờ cũng đâu đi đâu được ha. Không, nghỉ từ đâu mà. Đi phải có cái nạn mới đi được chứ anh Kiệt. Không, bây giờ đi cũng nhận đi lên bờ là đi xa nó hết nổi, nó mỏi chứ. Tại vì bữa nay xe cũng tới đây luôn. Anh Kiệt chắc mới bị này mấy năm rồi ta. Sao nào? Dương 2 thì giờ nằm không hay Dương 2? Ngồi vậy chút rồi đau lưng nằm nữa. Dạ. Bị nó té trên giường yêu chứ ngại cục. Dạ. Mình chạy giờ hoàn cảnh nó tay đó. Dạ. Thì cái này là cái ghe rồi mình làm lại hắn Kiệt ha? Ờ, làm lại nó cho cây làm lại. Dạ. Cái mưa sao anh Kiệt, cái mưa chắc cái gió là nó tạt sao anh Kiệt ha? Cũng thì em lùm xe lùm lùm hết đó. Dạ. Miếng hầm quá thì răng nắng là không nổi. Dạ. Phải làm cho nó có vậy đó. Nhưng mà mình làm cao quá thì đâu được anh Kiệt ha? Không, cao quá nó lặn cái ghe luôn. Dạ. Nó cũng nổi. Làm lùm lùm. Dạ. Cao vậy, ý mà bị cao lên là con muốn nghiêu nữa. Dạ. Đúng vô nước rồi có cây. Dạ. Đúng khi bên vô nước rồi. Vô nước luôn hay gì? Ừ. Tại vì ghe mới trút có gì á. Cái này là ghe cũ hay gì kìa? Rồi ghe cho. Ghe cũ là mua. Mua. Dạ. Đó 8 triệu rồi thấy hoàn cảnh khẩu quá nó bán 4 triệu. Rồi như cũng mừng. Thì 2 giờ quên tới quên đuôi đâu có đi bán được hay gì hả? Không, không bán được. Dạ. Chứ đi hết nổi hả? Đi châu quá. Trời, đâu có đẩy xe đạp rồi đi đâu rồi nổi nó hay gì hay. Ở nhà Tết quan Tết cho anh chị. Có người ta cho quà đâu, nhà từ thiện cho quà đâu. Có một người ta cho thịt với thịt heo rồi. Dạ. Thôi, không ta. Thôi bữa nay vợ chồng em cũng đi gửi quà rồi. Chúc anh chị với dì Hai với Dương Hai á. Cảm ơn nha. Cảm ơn Tết. Với chú dễ nha. Lạc quan sống. Nha anh. Nè, thôi về đi nha. Đi Dương Hai ơi. Rồi, cảm ơn con. Hãy nghe Dương Hai. Dạ. Con đi Dương Hai ơi. Cái nhà ơi, gia đình của Dương Hai ấy, với anh ấy sống ở dưới ghe cả nhà ơi. Anh cũng bị liệt cả nhà. Thì Dương Hai thì bệnh nằm chỗ mà. Thì Dương Hai xưa thì Dương Hai đi bán giấy số. Bây giờ già lớn tuổi hay quên đó cả nhà, giờ dì Hai cũng ở nhà luôn. Bị tai biến rồi. Dạ. Dì Hai bị tai biến cả nhà ơi. Bị tai biến xuống. Bị tai biến cũng không có xuống chứ. Có nằm một xuống. Dạ. Cả nhà ơi, đây là căn nhà của dì Hai và anh Kiệt. Là cái ghe cũ thì mình mua lại rồi mình đóng tôn rừng tre sơ sơ đang ở cả nhà ơi. Cảm ơn hai con nghe. Đầu năm con chúc bà con thật nhiều sức khỏe nha. Hai chồng con xin phép về nha bà con. Dạ. Ủa cho chăm hoài không có thấy vợ chồng điên. Dạ, con chào chị. Dạ, có nhà con như hai chồng con đến đây để tặng quà. Cảm ơn hai chồng con nha, gửi đây luôn con. Dạ. Có gì cũng đâu có tin có gì giờ nổi. Dạ. Con nghe nói gì bị bệnh à? Đàn ông cháu con đi cái miếng da nha kìa. Đàn ông hết á. Con nghe nói gì bị bệnh gì? Muốn đi căng đây nè, rồi một cục nè. Dạ, con.
cục đây là cục đây. Giờ nó hướng lên một cái ung cục. Lâu chứ nói gì? Thì hôm nay nữa là tháng 5. Mà hôm nay là sống luôn rồi nè. Bởi vì giờ đi đâu nổi, đi không đứng sống rồi được. Đi hãy. Bởi vậy hiện tại đâu có uống thuốc gì hay gì? Uống thuốc. Ừ. 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 Ra máu nữa. Bây giờ đang ra máu, ngay đó ra máu. Thì ra uống thuốc tức thuốc rồi nó rồi tay chân nổi vậy nè. Nó ra dạng như uống thuốc hết quá nè. Đi bệnh viện chứa nha. Giờ bệnh viện hết chứa. Đi thậm chí đi tư. Đi tư bác sĩ còn chụp hình nó thấy ăn lấy cái dây chuyền như sống thì là nó đem hết rồi dây chuyền hai bên hông là nó mù làm ra bác sĩ nó mới về uống thuốc bạc rồi đi vô bệnh viện bắt thuốc rồi uống dở thôi. Con cũng nghe cha con nói chứ nãy con mất là bên Định Hòa con cũng nghe bác Hai Màu nói cái con biết con bác Hai qua đây gửi tặng cho mình. Vậy là Hai Màu là bà biết đó, là bà rồi. Người bắt nhờ bà bển thì bà cứu bển á. Ai cho về bà điện qua rồi nói. Hồi nãy bà xin số đó. À, nghĩ hả? À, con đó hả? À, năm mới con cũng xin chúc cho dì và gia đình á thật nhiều sức khỏe. Thật tới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn. Dì cũng chúc cho người chồng con trời con năm hạnh phúc và ăn phát tài bạc để sau này con cháu thì được mấy đứa cháu. Dạ con ba cháu rồi. Ba cháu hả? À? À, cho cháu học hành lớn lên cũng giống hai chồng nữa ha. Dạ con cảm ơn. Hai Màu đó đưa qua cho đó thì bán thì kiếm tiền lời ăn trả vốn chị còn cộng đen thì con Nghi trở thành bớ mình giao nó đó. Thì nó đưa cho nữa rồi bó kỳ ra rồi dọn nhiều thuốc men con uống. Dạ mình bó vậy là được một cây chổi được nhiêu tiền hả con? Ờ, có 700 ngàn ở gì 800 đồng đó. Dạ 800 đó được ngàn. Bây giờ chổi sụt quá rồi không có nó ế á, rồi giờ nó sụt xuống quá nên giờ cây còn được có 800 đồng. Dạ một ngày con ơi vụ bó ngày có 3 ngày được 50 cây thì dạ. Tính là 800 đồng 30 ngày được nhiêu tiền. Dạ. Không đủ đâu là đâu chứ thì nói thiệt là cái nào thì dì nói cho hai đứa con biết rồi dì sống đây là nhờ mạnh thường quân cho gạo thóc rồi dù này y gan như con vậy đó rồi xả cho tiền tháng rồi lãnh được 1 triệu mấy rồi hôm tết thả ra cho được 1 triệu đó, rồi người ở ngoài chợ tao vô cho 1 triệu nó đúng là tao biết nhiều á mạnh thường quân á biết nhiều tao cho nên cô sống là nhờ mạnh thường quân giúp cho cô với cô thì nói đúng là cái thứ nhất không có đất tiền chỉ có cái nhà này thì nhà nước cho cái nhà đó rồi cách đó thôi đó thì nhà này là nhà nước cho đó rồi nó ấm tình thương của ở dưới cái hầm xuống chúng ta tỉnh mình tỉnh cái hầm cho rồi dưới xã dẫn ra đây cho người đó cái gì cũng có gì còn xung quanh đây là vừa của ta hết cái gì không có cái gì mà để bán nữa chứ hẳn như vậy. Cũng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ mình cũng đỡ phần nào thôi gì ra máu thẹt gì thẹt đó nha con ra máu nó nghẹt á dạ dạ ổng cái gì đó ăn nó dám chứ còn nhiều người nữa ổng thẹt là khó khỏe còn bệnh tôi bệnh mình là biết rồi sống hàng hào mình người thấy nó đâu có ở đó mình đổ tiền ta được trời ơi tối nay cũng cười giỡn không có dạ. Như tưởng tượng như mình không có bệnh gì đi dạ. Rồi cho dạ. Nó khỏe rồi lúc nào mệt thì nó đúng là mệt là nhắm mắt nằm đi luôn à dạ, mấy đứa này nó biết không biết là gì mệt đang nói chuyện nó lẻo gì đó ở đầu nó mệt giờ nào đó là rồi nhắm mắt là rồi à im con mâm tết nó lại thăm đi ra nó ngon là thì nó hết mệt nằm giọng nhắm mắt nghiêng đó ngủ giọng đó 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 nằm giọng đó là ngủ đó. Hai chồng con cũng xin phép mà dì cũng nghỉ ngơi nghe dì. Thì đúng rồi, rồi dì cũng cảm ơn hai chồng con nhiều nha. Dạ. Năm mới con chúc dì thật nhiều sức khỏe nha. Rồi con cũng vô cũng vậy nha. Năm mới chúc tụi con cũng nhiều sức khỏe. Ăn phát đạt phát tài nha. Dạ, cảm ơn dì. Con thưa con về. Cây chuối lạ quá cả nhà. Nào muốn chồng có đá con, chúc con vừa chúc lại cho
Con hẹn ông bà con chú vào video tiếp theo. Con mới là cả nhà.